xin chào các bạn. Đây là cái bàn làm việc của mình. Mình là một tay trader, chỉ là nghiệp dư thôi, không phải chuyên nghiệp. Cái nghề chính của mình không phải là nghề trader, và mình cũng không phải là EB hay là làm trong cái sàn NS. Thấy mình đội nó không phải là, thì vì cái này là NS đã cho mình đội, mình cũng quảng cáo cho nó đó. Mình thấy đẹp đẹp mình đội thôi các bạn. Thì đây là cái khung cảnh cái bàn làm việc của mình. Mình chia sẻ với các bạn một chút xíu về cái công cụ làm việc của mình thôi. Thì các bạn công việc mình thì bên kia mình có dán một cái biểu đồ, nó có mô hình giá tăng, mô hình giá giảm và mô hình giá đảo chiều, để mình những trường hợp mà nó cái mô hình giá nó phù hợp vào cái đó thì mình sẽ biết mà mình xử lý đó. Còn đây là cái màn hình cái cổ đứng ha. Mình để cổ đứng để mình sắp được những cái chỉ báo nó xuống đây. Tại vì màn hình ngang thì chúng ta sắp dự báo thì nó rất khó nhìn hơn, thì mình tận dụng cái màn hình nó bự thì mình sắp những cái dự báo nó xuống. Thì có khá là nhiều dự báo và mình phải chọn ra ba cái dự báo tốt nhất, hiệu quả nhất cho cái mà cách chơi của mình, thì mình sẽ chọn ra và mình sử dụng. Thì mình sử dụng cái TraderView này nó miễn phí ấy, thì nó cho mình giới hạn có ba cái dự báo, thì và mình phải chọn những cái chỉ báo nào mình phù hợp với mình nhất, mình chọn phù hợp với cách đánh của mình nhất. Thì cái chỉ báo đó mình cũng thích nhất là cái chỉ báo của Ichimoku, Ichimoku gì đó. Thì cái chỉ báo Ichimoku đó thì nó rất là rối, nó rất nhiều lắm, nó rất là nhiều trong đó. Nhìn vô mình cũng rất là thích những cái đường kháng cự hỗ trợ của cái máy đám mây, nhưng mà tại vì nó rất là rối quá, thành ra mình đã bỏ bớt đi cái Ichimoku rồi, và mình chọn ra ba cái chỉ báo nó mình cần thiết nhất. Đó chính là cái chỉ báo của Bollinger Band. Thì cái chỉ báo Bollinger, thì đây cái chỉ báo Bollinger Band. Thì Bollinger Band thì chỉ báo này là chỉ báo xu hướng, và nó cho con mình cái đường kháng cự và hỗ trợ. Đây là trên là cái kháng cự, dưới là đường hỗ trợ, ở giữa là đường MA20, là đường trung bình trọng M20 đó. Đây là một trong chỉ báo gọi là rất là có thể tin tưởng được rất là nhiều đối với cái xu hướng. Nhiều như nó đây là nó xuống giảm đây ha, thì nó sẽ có xuống đi lên đó. Và khi mà nó chạm cái đường kháng cự thì nó sẽ đi xuống ha. Hiện giờ cái giá đang trên cái đà tăng trên cái đường MA20 thì nó xuống đụng MA20, nó lại lên đụng kháng cự thì nó sẽ đi xuống đó. Và nó cứ tăng dần đều lên theo cái đường Bollinger Band này đó. Đây là một trong những chỉ báo mình đa số rất là nhiều, tất cả hầu hết các trader đều sử dụng cái chỉ báo này và dựa vào chỉ báo này. Và nếu mà không hiểu về cái chỉ báo Bollinger này mình tưởng là nên đụng kháng cự nên sẽ đi xuống đó, mình đánh xuống đó, là rất là khó, là rất là dễ bị chết. Thì thành ra mình phải sử dụng thêm nhiều cái chỉ báo khác nữa để mà hỗ trợ cho nó đó. Và mình sử dụng cái chỉ báo stop. Chỉ báo stop là chỉ báo động lượng, là giống như cái tên lửa mà rẩy lên, cái giá khi rẩy lên thì nó hết hết cái đà lên nổi rồi thì nó sẽ rơi xuống đó. Nó sẽ rơi xuống, như nó lên hết nổi rồi này, thì nó sẽ rơi xuống. Và cái stop này nó sẽ hướng xuống và nó sẽ chỉ qua cái mức 80 này, và nó xuống hai cái đường này, nó xuống thì giá nó sẽ rớt xuống. Và đây là stop, chỉ báo động lượng, nhưng mà hoàn toàn nó cũng không có chính xác các bạn. Mình phải dựa vào nó một phần thôi, và mình kết hợp vừa xem nến, vừa xem cái chỉ báo Bollinger Band, và mình xem cái stop này, và mình phải kết hợp với lại cái chỉ báo Bill William này nữa đó. Mình sử dụng cái chỉ báo Bill William này nữa. Chỉ báo Bill William này nó giống như MACD gì đó, nhưng mà cái MACD này nó không hay bằng cái này, nên mình sử dụng cái Bill William này. Thì cái chỉ Bill William này là chỉ báo để cho mình biết được nó đang xuống, tăng xuống, giảm. Thì đây là nó đang nằm trên cái số 0, nằm trên cái số 0 và nó đang ở xu hướng tăng, xu hướng tăng. Và những cái màu chỉ màu xanh này là để thể hiện nó đang tăng, và màu đỏ này đang thể hiện cái lực nó đang xuống, stop đang chỉ xuống, còn này đang xuống. Khi mà nó xuống cái mức 0, nó chỉ báo xuống này là có nghĩa là cái đà đang đà giảm. Đây là những chỉ báo, đây là sự thống kê, đây là cái trò chơi thống kê thôi của những cái phiên trước, những cái báo trước, thì nó không có thể dự báo được tương lai cho mình.
nhưng mình sẽ dựa vào đó một phần để chúng ta xác định được cái tương lai nó, cái giá nó đi lên hay đi xuống để mà chúng ta vào lệnh. Thì đây là một trong những chỉ báo mà khá phổ biến, dường như anh em nào cũng đều biết hết, và có một số người thì đánh trading thì họ không có sử dụng cái dự báo luôn, họ chỉ sử dụng cái K level và cái trend line thôi, thì vẽ ra kết hợp như vậy. Thì mình ví dụ mình vẽ ra được những cái kháng cự này và cái trend line này, thì người ta cũng ra được cái kháng cự hỗ trợ và người ta xác định được điểm vào lệnh đẹp và TP và stop loss thì nó phù hợp, thì đã có những cái kháng cự hỗ trợ kết hợp thêm cái đường cái trend line này nữa, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái sự phán đoán và suy luận để dự đoán được cái giá trong tương lai. Thì mình là làm công việc và dự đoán trong tương lai, mình giao dịch tương lai như thì mình sẽ bị dự đoán trong những cái giá nó tăng giảm, thì mình phải dựa vào những chỉ báo này, thì giống như là mình có một cái công cụ tốt hơn. Và có nhiều chỉ báo mà người ta nghiên cứu càng gần cả đời, giống như Ichimoku gần ba hơn 30 năm trời để nghiên cứu, và cái những chỉ báo này họ cũng nghiên cứu một quá trình rất là lớn, nhưng mà một số anh em là không sử dụng, lại đánh theo cái rất là phổ biến là gọi là hành động giá, rất là thích đánh kiểu đó và không sử dụng chỉ báo luôn, và cứ phân tích nhìn nến và vẽ trên line, thì cách đánh đó nó cũng rất là hay và nó cũng khá là chính xác hiệu quả hơn là chúng ta dùng những chỉ báo mà chúng ta không hiểu gì nó, thì chúng ta cứ thấy lên trên này quá mua rồi chúng ta cứ nghĩ nó xuống thì chúng ta mua xuống rồi chúng ta giáp rồi dễ bị chết, thì vì nó xuống tới đây nó không xuống này nữa, đấy là xuống tới đây như thế này nó giật lên rồi, thì vì cái trên đà lên là đà tăng thì nó tới đây nó sẽ giật lên rồi. Nó không xuống được nữa, thì mình phải am hiểu nó, những chỉ báo nó rất là nhiều thì mình có thể quyết định được khi vào lệnh, còn không thì chúng ta sẽ phải dễ bị sập bẫy những cái chỉ báo này, nhất là stop và cái Bollinger này. Những người mới thì được dạy nên nó quá mua kháng cự anh sẽ đi xuống thì cứ hiểu lầm mà đánh vào là các bạn rất là chết chết rất là nhiều ở những chỉ báo này, thì đa số là người ta dùng những cái kháng cự hỗ trợ bằng trend line và K level thì nó hay hơn. Thì đây là những cách mà cái mà mình đang sử dụng để mà mình chơi, và đây là cái màn hình để mình thực hiện giao dịch lệnh bằng cái MT4 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 và cái màn hình trên kia thì mình dùng để xem tin tức, hay là mình live stream mình đặt cái màn hình lên trên đó để mình live hay mình làm gì đó, đặt những cái màn hình mà khỏi cái vùng live của mình thì mình đặt cái đó mình xem và xem tin tức rồi những cái gì đó thì mình xem bằng cái màn hình trên kia. Đó là cái khung cảnh làm việc của mình. Còn anh em thì sử dụng những cái chỉ báo nào và cái khung cảnh làm việc của anh em là sao thì cũng rất mong muốn là các anh em trader chia sẻ cái